Chư đại đức tăng. Đức bạch chư đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì. Chúng con xin thọ trì. Tam quy và ngũ giới. Tam quy và ngũ giới. Nơi tam bảo. Nơi tam bảo. Để vân giữ hành theo. Để vân giữ hành theo. Cho được sự lợi ích. Cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì. Lần thứ nhì. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật Giáo Hòa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật Giáo Hòa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật Giáo Hòa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Dạ xin vâng. Con xin dân giữ điều học là quý tánh xa cử sáng sanh. Con xin dân giữ điều học là quý tánh xa cử trộm cắp. Con xin dân giữ điều học là quý tánh xa cử tà dâm. Con xin dân giữ điều học là quý tánh xa cử nói dối. Con xin dân giữ điều lòng là quý tánh xa từ dễ vui uống rượu và các chất say. Dạ xin dân. Đến chư đại đức tăng, đến chư đại đức tăng, thành hai bậc đại đức tăng,
lành thay bạch đại chúng tăng. Cầu xin chư tăng thọ nhận. Cầu xin chư tăng thọ nhận những thực phẩm. Những thực phẩm. Tịnh tài. Tịnh tài. Và y cà sa. Và y cà sa. Cầu mong quý ngài. Cầu mong quý ngài. Chú nguyện phước báo. Chú nguyện phước báo. Đến biết thuộc chúng con đã quá vãng. Đến biết thuộc đã chúng con đã quá vãng. Nhất là ông Lâm Kim Bắc. Được yên vui trong cảnh giới tái sanh. Được yên vui trong cảnh giới tái sanh. Thoát ly khổ cảnh. Thoát ly khổ cảnh. Lần thứ hai chúng con thành tâm cúng dường. Lần thứ hai chúng con thành tâm cúng dường. Lần thứ ba chúng con thành tâm cúng dường. Lần thứ ba chúng con thành tâm cúng dường. Rồi biết thuộc cả gia đình cúng dường. Cái nhà mình lên luôn, mấy cô cũng lên. Và phải mất thời gian bao lâu
người ta mới lên xuống đường, bây giờ thì nó thấp lại, vân vân. Đức Thế Tôn này nói đến cái sự vô thường, anh cha ta sanh ra ra ông ba đó là chân tâm nô ông ta chỉ qua nếu cũng sang chiếc tê sanh vô ta sanh vô thực vô các pháp thực vi là vô thường, pháp tánh vốn sanh diệt, tịch diệt được cái pháp thực vi ấy mới có cái sự an lạc. Rồi khi Đức Thế Tôn này sắp lên cảnh niết bàn ở tại xứ cuối Sinhara, tôn giả Ananda thỉnh cầu Đức Phật đi về những cái quốc độ lớn, những kinh đô như là Ma Cách Thác, Rajagaha, Vương Xá hay là Kosala Sau Khi, Thành Sát Vệ, nơi đó dân cư đông đúc, thị nam tín nữ đông. Thì như vậy mới xứng tầm với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài lại chọn cái địa điểm là một thị trấn nhỏ của Sinhara. Thì Đức Phật lại nhắc lại cái Kusinara này ngày xưa kia là kinh đô của vị chuyển lưu thích vương Mantaku, cái vị chuyển gọi là Sudassana, Mahasudassana. Cái vị chuyển lưu thích vương đó trong cái thời kỳ đó là tiền thân của Đức Phật. Khi kinh đô ở đây nó trụ phú như thế nào, trải qua nhiều ngàn năm, bây giờ nó suy sụp như vậy, nó tàn phế như vậy. Đức Phật này cũng biết được câu anh cha và tôi sanh xa ra. Hôm nay chúng ta vân tập về đây, thân và quyến thuộc về đây để tiếp lễ trai tăng cúng dường đến trường tăng và hưởng phước cho thầy làm gì đó. Thì ở đây nếu chúng ta chỉ làm theo cái nghi thức thông thường đi vào cúng rồi chư tăng tụng kinh rồi quý vị hưởng phước rồi ăn xong rồi đi về, thì cái việc mà chúng ta cúng tụng thất hay là dỗ quái nó không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta phải làm sao để đánh động được cái tư tưởng của chúng ta. Và mỗi lần mà chúng ta đánh động được cái tư tưởng thấy sự đời là vô thường, là mỗi một lần chúng ta ghi đậm cái dấu ấn về cái pháp giải thoát trong tương lai. Đây là một điều rất là quan trọng. Cho nên tôi muốn nhắc lại để quý vị nhớ, cuộc đời vốn dĩ là vô thường, bí hoại, vật đổ sao giờ. Ngày xưa kia ngôi chùa siêu lý của chúng ta chỉ là cái ngôi chùa nhỏ, chánh điện thì nấu từng phút từng phút, còn tăng xá nhà bếp cây đường đều bằng lá tre cả. Nhưng mà trong cái thời đó thì thầy Đắc, thầy Lâm Thiên Đắc và cô Nguyễn Thu Điền đó, lúc đó cô đi dạy ở dưới trường ở dưới Thanh Đức, cô và thầy vẫn thường xuyên đi đến chùa, mặc dù thời buổi khó khăn ở gia đình thầy phải làm trao mà bán lấy tiền dụng nhân và đi làm phước, còn cô đi dạy để cho tiền đưa cái chỗ đó để cô đi bộ đội làm phước. Thầy làm được một cái thư viện gồm tất cả những kinh sách làm cái công văn ung thư xử lý, và thầy chư tăng đã đề nghị đề cử thầy làm trưởng ban cư sĩ chùa xử lý này. Cái thời đó sư và hòa thượng Trụ Trì vẫn còn là vị sa di, sa di rồi năm 81 họ tiền theo, mà họ tiền theo bây giờ là trên 40 hạ mới là hòa thượng được. Thì cái thời gian quá lâu, và cái thời gian đó biết bao nhiêu Phật tổ sau giờ, nếu chúng ta còn sống chúng ta sẽ chứng kiến cái sự thăng trầm của cuộc sống, thì chúng ta quán thấy cái sự vô thường. Đó là cách để chúng ta đánh động cái tư tưởng của chúng ta. Bây giờ thì
kẻ đi trước người đi sau, và nếu những người còn lại thì những người ở cái thế hệ đó bây giờ cũng đã già cả hết rồi. Còn bây giờ những cái thế hệ chúng ta bây giờ đa phần là chúng ta cái thế hệ thứ hai, cái thế hệ trẻ hay là trung niên. Còn những cái thế hệ của sư và hòa thượng Chất Sơn hay là thượng Minh Trang là thế hệ già hết. Cho nên ở đây dần dần thì cũng phải ra đi. Sau này cái thế hệ sau đến chùa thì sẽ không gặp được mấy vị này nữa, để gặp các vị sư trẻ là trụ trì hay là lo lắng công việc ở đây không. Xin nhắc như vậy, các vị Phật tử đừng có nghĩ rằng là sư kể lễ hay là sư bi quan của cuộc đời, nhưng mà cái đó là cái pháp tu tập Đức Phật ngài dạy, có đó là đề mục tuệ quán minh sát Vipassana nhàn đó. Đó là Anicca Vipassana, tức là tuệ, tức là cái tùy quán vô thường. Chúng ta cứ nói vô thường khi mà làm rớt bể cái ly hay cái dĩa cái chén của chúng ta, người Phật tử có thói quen ồn vô thường mà, cái đó thì cũng tốt. Nhưng mà có điều hệ chúng ta gặp cảnh đó thì chúng ta phải quán. Đi dọc đường từ cầu Trì trước xuống đây là chứng kiến đã thay đổi quá nhiều. Hồi xưa cầu Trì trước là cầu ván thưa thớt, kẻ hở cái này sư đi ngang mà sư phải nó bị cây một mà sư phải sập xuống dưới, cũng may giờ có cái dèm cho nên người ta mới kéo được. Rồi dọc dọc theo đường đó thưa thớt nhà cửa, mà bây giờ quý vị thấy cái sự thay đổi không biết bao nhiêu nữa. Rồi đây trong cuộc sống luân hồi của chúng ta nó thay đổi những cái kiếp sống xa sao nhiều lắm. Bây giờ chúng ta làm người chứ đời sau nhiều khi chúng ta sanh làm loài vằn xanh, con chó con mèo con câu con heo, hay chúng ta sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cũng chừng. Mà nếu chúng ta có làm phước có tu tập bây giờ giữ tâm thanh tịnh trong sạch thì chúng ta giữ cái tâm thiện như vậy, sau khi chết chúng ta được tái sinh được cõi trời là vị chư tiên, thì như vậy nó cũng đỡ đi. Nhưng mà dù cho sanh làm chư tiên phạm thiên thì cái sự luân hồi sanh tử vẫn là khổ đau. Do đó cái mục tiêu của chúng ta là làm sao để chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi, đó mới là quý. Xin nhớ lại ngày xưa đó là thầy Lâm Viên Đắc và cô Nguyễn Thu Điền, thầy cô có niềm tin với Phật pháp và thích nghe pháp, học pháp nhiều. Chính thầy phát nguyện đại nguyện là sau này sẽ thành một chánh đẳng chánh giác, tức là trở thành vị Phật tổ trong tương lai. Và ngay cả cháu của thầy, tức là thầy trọng vừa mất trong cái mùa dịch ấy, như quý vị biết thầy trọng cũng đồng nguyện thành một chánh đẳng giác rất cao quý. Mà mấy vị đâu có niềm tin rất mạnh và học Phật pháp rất kỹ lưỡng. Do đó cho nên chúng ta hy vọng rằng những vị này sau khi bệnh chung sẽ được tái sanh được bệnh trời. Đã sanh được bệnh trời rồi, còn bây giờ chúng ta làm phước thì làm phước để chúng ta tưởng nhớ lại những quán sẽ được, nhất là làm phước cho những người mình. Thì đây là một vài điều chúng ta mặc tâm để nhắc nhở khích lệ cho gia đình thiết phục của ngày hôm nay cho những gì làm phước của ngày thầy làm như thế. Bây giờ xin chư thiên
quan hệ. Yeah.
sa thú lành thay. Dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh đâu bằng chưa rõ lời tàu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được tài lại đem hồi hướng hiện nay tâm tục, chúng sanh quay nỉ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng thường, xin thâu phước báo cung dường qua hành thực phẩm mùi hương thọ lạc. Do phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, xin là món duyên lành để chứng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm tâm ngày vì đây. Thank you.